Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 238 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, hộ vệ Bạch Dung hết sức bình tĩnh đi theo sau lưng của Kỳ Linh. Trước cặp mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của lão nhân tóc bạc động phủ Chi Linh, Kỳ Linh đẩy mở cửa điện. Ầm một tiếng, cùng với tiếng nổ trầm đục, cửa điện lớn được mở ra. Lão nhân tóc bạc đầy nghi ngờ mà nhìn Kỳ Linh. Ngươi... Kỳ Linh lại nhìn lại lão nhân tóc bạc nói. Động phủ Chi Linh tiền bối. Lão nhân tóc bạc khẽ hỏi. Ngươi là pháp môn hợp nhất ba lực sao? Kỳ Linh ngây người, giây sau hiểu ý đối phương, nói về tâm kiếm thuật. Tâm kiếm thuật kết hợp hoàn mỹ thần lực, tâm lực và pháp lực. Thật ra Kỳ Linh không đột phá trung cực kiếm đạo, chỉ dựa vào 12 thức tâm kiếm thuật cũng đã có thể thực lực ngang ngửa với Phi Tuyết thành chủ, dễ dàng đánh bại đám đế quân này. Còn về đột phá đến tứ bộ đạo quân, trừ chúa tể Thanh Thạch đạo quân cũng tính trong cấp độ chúa tể, thì Kỳ Linh không còn địch thủ nào cả. Kỳ Linh gật đầu nói, đúng vậy. Lão nhân tóc bạc mắt mơ hồ nói, ba lực hợp nhất tâm lực đúng là huyền diệu. Dù là pháp môn mà chủ nhân sáng tạo, chuyển hóa hợp nhất tất cả lực lượng, thế nhưng tâm lực vẫn độc đáo siêu nhiên. Trong truyền thuyết tâm trí thế giới hoàn thiện đến mức tận cùng, thì trong thế giới đó ngưng tụ ra báu vật là loại báu vật thật sự có thể lấy ra sử dụng. Tâm trí thế giới là loại thế giới chân thật, nếu ai đến đẳng cấp đó thì thật sự là vô địch rồi. Kỳ Linh hơi hướng về, cảm thấy khó tin. Sao? Tâm trí thế giới chân thật ư? Trong tâm trí thế giới ngưng tụ ra 100 chiếc phi chu vực giới thì chắc chắn đó là hàng thật. Nếu ngưng tụ ra hàng đống đế quân áo đen thì đế quân áo đen đó cũng là thật. Loại cảnh giới này cùng với tâm trí thế giới trưởng thành, nếu đến mức tận cùng thì có thể trở thành hiện thực. Thế nhưng sự thật thì ai cũng không làm được. Mặc dù văn minh tu hành giả có chí tôn, nhưng chưa từng sinh ra chí tôn tâm lực lưu. Lão nhân tóc bạc nhẹ gật đầu nói, người đã có thể hợp nhất ba lực thì rất có ngộ tính, đã qua được thử thách thứ hai, vậy ngươi sẽ được báu vật tương ứng. Lão nhân tóc bạc nói rồi ném cho một quyển ngọc giản. Kỳ Linh chụp lấy ngay, liền hỏi, đây là cái gì vậy? Lão nhân tóc bạc nói, người đã hỏi đạo trung cực đúng không? Trong quyển ngọc giản này là chủ nhân ta từng gặp một đạo quân kinh tài tuyệt diễm, thực sự vô cùng yêu nghiệt, thôi diễn đạo lửa đến đẳng cấp trung cực, tu hành mãi đến tứ bộ đạo quân. Đáng tiếc đạo trung cực muốn hợp đạo là vô cùng khó khăn, khó hơn những đạo quân đỉnh cấp thành chúa tể rất nhiều. Lão nhân tóc bạc tiếp tục nói, vị đạo quân đó cuối cùng hợp đạo thất bại, trước khi chết đi gặp chủ nhân của ta, đưa đạo trung cực mình sáng tạo cho chủ nhân. Kỳ Linh nghe mà dao động cảm xúc, bản thân hắn cũng theo đạo trung cực, bây giờ đạt đến tứ bộ đạo quân, bước tiếp theo là hợp đạo. Kỳ Linh biết rõ hợp đạo là hội tụ tất cả cảm ngộ trung cực kiếm đạo đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng lại, sinh ra biến chất hóa thành vĩnh hằng trung cực kiếm đạo viên mãn nhất. Nếu hợp đạo thành công thì khi đó trung cực kiếm đạo mới chính thức địa viên mãn, mặc cho thời gian trôi qua sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Đạo như vậy mới có tư cách gọi là vĩnh hằng. Nên mỗi một người hợp đạo thực lực đều vượt qua hai đẳng cấp lớn. Nhị bộ đạo quân có thể lướt qua đến cấp thánh thành chi chủ, đạo quân đỉnh cấp thì trực tiếp lướt đến chúa tể. Trung cực kiếm đạo cũng có một bước vượt thực lực lớn. Bởi vì uy lực vĩnh hằng chi đạo nên Kỳ Linh muốn hợp đạo sáng chế vĩnh hằng trung cực kiếm đạo là vô cùng khó khăn. Kỳ Linh cũng tự hỏi lòng, hắn không tự tin chút nào cả. Vị đạo hữu này chết rồi, liệu ta có thể thành công hay không đây? Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Linh nói, đạo trung cực phi phàm khó lường, đó là đạo thật sự bao trùm trên tất cả đạo, là cuối cùng. Người không tu hành đạo lửa nhưng có thể tham khảo thử, có lẽ sẽ cho người sự xúc động, trợ giúp được nhiều, có lẽ tăng lên khả năng sau này hợp đạo thành công. Kỳ Linh siết chặt quyền ngọc giản, thần niệm thẩm thấu vào, bên trong có cấm chế phải lập lời thề bản mệnh tuyệt đối không chuyển ra ngoài mới được hưởng. Kỳ Linh dứt khoát lập lời thề, nhiều tin tức chui vào trong óc hắn, quyển ngọc giản trong tay Kỳ Linh tự vỡ nát thành tro. Huyền diệu khó có thể giải thích được.
đó là đạo lửa, thôi diễn lửa đến mức tận cùng. Tất cả loại lửa, hoặc nóng cháy, hoặc lạnh băng, hoặc âm lạnh, hoặc bạo liệt, các loại lửa sẽ bị mình khống chế. Đạo quân sở hữu trung cực hỏa diễm đạo, khi phát ra lửa là sát chiêu cực kỳ đáng sợ. Kỳ Linh thầm kinh thán, thật đúng là hóa thân của lửa, chúa tể của lửa. Cũng đúng, khi Kỳ Linh sáng tạo trung cực kiếm đạo cộng minh với hỗn độn vũ trụ kiếm chi bản nguyên, liền hiểu giây phút đó hắn mới chính thức là kiếm đạo chi chủ. Đạo quân đã chết sáng tạo ra trung cực hỏa diễm đạo, cũng xem như hỏa diễm chi chủ. Thấy Kỳ Linh mở mắt ra, lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói, người đã vượt qua cửa ải thứ hai, còn ải thứ ba cuối cùng, hễ qua được thì không có nguy hiểm gì nữa, và có thu hoạch lớn hơn đạo trung cực vừa rồi rất nhiều. Mắt Kỳ Linh tỏa sáng, sao, còn lớn hơn nữa sao? Còn lớn hơn một đạo trung cực nhiều ư? Thanh Hoa động phủ rốt cuộc có sắp xếp gì đây? Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói, đó là thu hoạch quan trọng của Nguyên động phủ. Chỉ có một đạo trung cực đẳng cấp tứ bộ đạo quân, không đáng khiến cho chủ nhân của ta hao phí nhiều công sức như vậy đâu. Thế nhưng không phải ai cũng có tư cách. Ngươi phải xông qua ải thứ ba, nếu chết trong cửa ải này chỉ có thể trách ngươi vô dụng. Được rồi, đi vào đi. Kỳ Linh gật đầu nói, ừ. Kỳ Linh cất bước đi vào đại điện. Ngoài điện có lực lượng vô hình ngăn cản, không thể xem tình hình trong đại điện. Đi vào điện, mọi thứ sáng sủa hẳn ra. Trong đại điện có 16 cây cột lớn màu vàng. Ở chỗ xa nhất, cao nhất đại điện có một ngai vàng. Kỳ Linh quét mắt sơ, thấy ngay hai bóng người ngồi xếp bằng ngoài rìa đại điện. Một người mặc trường bào màu tím, tỏa ra hơi thở hùng hồn, uy áp mạnh ngang ngửa Mang Nha chúa tể và Phong Vũ chúa tể. Một người khác hơi thở yếu hơn rất nhiều, mặc áo đen, vóc dáng gầy guộc, hai mắt hẹp dài, tỏa ra hơi lạnh, âm lạnh. Hai người cùng mở mắt ra. Nam nhân áo tím liếc mắt, đạo quân sao? Chán chết đi được, Đồ Nhi, ngươi ra tay đi. Nam nhân gầy áo đen nheo mắt nhìn Kỳ Linh, mắt lóe tia sáng lạnh. Sư tôn yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt tiểu tử đạo quân này. Kỳ Linh nhướng mày, hắn cảm nhận sát khí cực đậm từ nam nhân áo đen gầy. Lão nhân tóc bạc bước tới, lạnh lùng nói, ngươi là đạo quân, nên đối thủ của ngươi là một vĩnh hằng đế quân, đạt đến cấp độ thánh thành chi chủ của Viêm Long vực giới các ngươi. Ngươi chỉ cần đánh bại hắn, đánh hắn bay ra khỏi đại điện, xem như thành công. Kỳ Linh kinh ngạc mà kêu lên, đánh cấp thánh thành chi chủ bay ra khỏi đại điện ư? Thử thách này không khó với Kỳ Linh, nhưng quá khó cho đạo quân. Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói, thấy khó sao? Nếu ngươi là đế quân thì phải đánh bại vị chúa tể kia, đánh bay ra khỏi đại điện mới tính là thành công. Hơn nữa, hai sư đồ kia bị hạn chế, không dám ra đại điện. Nếu ngươi cưỡng ép đánh họ bay ra khỏi đại điện thì sẽ kích phát cấm chế, động phủ giết họ. Vì vậy, miễn thành công xông qua cửa ải thứ ba, kẻ giữ ải phải chết đi. Kỳ Linh thầm rung động thủ đoạn của Thanh Hoa động chủ phủ. Đế quân muốn đánh bại chúa tể ư, còn đánh bay một chúa tể ra khỏi đại điện sao? Dù chúa tể thật sự đến đây chưa chắc thành công, phải là đứng đầu trong chúa tể mới làm được. Nguyên Viêm Long vực giới tổng cộng có vài chúa tể sao? Bắt buộc đạo quân đánh bay đẳng cấp thánh thành chi chủ ra ngoài sao? Vậy đạo quân này hoặc là tu hành đạo trung cực, hoặc pháp môn giống tâm kiếm thuật đến cảnh giới siêu cao mới kinh khủng đến vậy. Nguyên Viêm Long vực giới trong năm tháng vô số có thể ra được vài đạo quân yêu nghiệt như vậy sao? Kỳ Linh nghe vậy thầm líu lưỡi, thử thách quá khoa trương rồi. Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói, không phải kẻ kinh tài tuyệt diễm thì không có tư cách vượt qua ải thứ ba. Dù là chúa tể bình thường một chút cũng không có tư cách đâu. Được rồi, đánh đi. Nam nhân áo đen gầy gò chậm rãi đi tới, sát khí lộ rõ, cười quái dị nói, hê hê, tiểu tử đạo quân, muốn trách thì trách phù chú của động phủ này đi. Lúc trước ta tung hoành tiêu dao ở bên ngoài, sảng khoái biết bao, muốn giết cứ giết, ai dám cản ta đây? Giờ bị buộc mãi mãi ở trong đại điện này. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi thật nhanh đâu, sẽ cho ngươi từ từ chết trong đau khổ. Ta muốn từ từ nhấm nháp hương vị ngon lành của ngươi. Mắt của nam nhân áo đen gầy gò tràn đầy hưng phấn. Kỳ Linh giơ hai tay, hai thanh Bắc Cầm kiếm sau lưng bay vào tay. Kỳ Linh là đạo quân nghịch thiên nhất trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng, có tâm kiếm thuật, dù bị vị chúa tể kia có ra tay, hắn cũng tự tin bình an mà rời đi. Nam nhân áo đen gầy gò nhích người, giết. Vèo, một con rắn to ảo diệu hiện ra giữa không trung, nhanh mà quỷ dị chớp mắt lao vào Kỳ Linh.
Bùm! Kỳ Linh tùy tay chém một nhát kiếm. Kiếm quang như hùng dũng, sóng chiều mạnh mẽ đập vào con rắn to đen ảo. Ảo ảnh tan biến, hiện ra chân thân nam nhân áo đen gầy gò. Hai tay nam nhân áo đen gầy gò cầm hai lưỡi đao bị đập xuống đất cái rầm. Mặt đất rung rinh, nam nhân áo đen gầy gò liền đứng dậy. Kỳ Linh lắc đầu nói, lại là thân khôi lỗi sao? Đối thủ không còn là tu hành giả thật sự. Nam nhân áo đen gầy gò ngạc nhiên nhìn Kỳ Linh. Ngươi bùm bùm. Kỳ Linh tiếp tục chém bắc cầm kiếm nhiều lần vào đối thủ. Đối phương không né được, liên tục bị hắn nghiền ép chém bay. Liên tục năm kiếm đánh đối thủ bay tới cửa chính của đại điện. Nam nhân áo đen gầy gò phát ra tiếng hét kinh hoàng. Không! Thế nhưng lực xung kích nhát kiếm của Kỳ Linh quá mạnh, nam nhân áo đen gầy gò không thể khống chế bản thân, cứ thế bay ra bên ngoài. Khoảnh khắc nam nhân áo đen gầy gò bay ra cửa chính của đại điện, cửa bừng lên ánh sáng xanh mông lung vụt qua người nam nhân áo đen gầy gò. Hơi thở của gã tắt ngấm, thân hình tách rời thành từng phần, bị ánh sáng màu vàng cuốn lấy, nhanh chóng biến mất. Chúa tể áo tím trong đại điện nhìn cảnh đó, mắt có một tia bi thương. Đã chết rồi sao? Gã đường đường là chúa tể, từng phong quang biết mấy, có một đám đế quân đi theo, ai dám không nghe đây. Nhưng từ khi phủ chủ đó xuất hiện, lật tay bắt hết cả đám, như xách cả con, còn cải tạo bọn họ giống như khôi lỗi, chỉ có thể vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh của phủ chủ kia. Bây giờ đồ đệ của gã cũng đã chết, hồn phách chân linh cuối cùng cũng bị diệt. Chúa tể áo tím thì thào, khi nào sẽ đến lượt ta đây? Tiếp theo mắt nam nhân áo tím lóe tia hung dữ. Sẽ không dễ dàng như vậy đâu, ta là chúa tể, ta luôn khổ tu, mạnh hơn lúc mới bị bắt nhiều. Hơn nữa phủ chủ từng nói sau này sẽ có hy vọng được tự do. Nam nhân áo tím nhìn thiếu niên áo trắng ở phía xa. Đạo quân này lợi hại như vậy, không lẽ là hy vọng của nhóm đế quân bị bắt sống sao? Kỳ Linh dễ dàng vượt qua thử thách ải thứ ba, làm cho lão nhân áo trắng rất giật mình. Kỳ Linh nhìn hướng lão. Ta đã qua ba ải thử thách đúng không? Lão nhân tóc bạc gật đầu nói. Qua rồi, đi theo ta. Lão nhân tóc bạc đi đằng trước dẫn đường, Kỳ Linh và hộ vệ Bạch Dung đi theo sau. Lão nhân tóc bạc dặn dò. Thu khô lỗi của người đi, tiếp theo không có gì nguy hiểm cả. Kỳ Linh phất tay thu khô lỗi hộ vệ lại. Vâng, thưa tiền bối. Chuyến này đi Thanh Hoa Động Phủ nhẹ nhàng hơn Kỳ Linh đã dự tính, nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Thanh Hoa Động Phủ chủ để lại hai loại thử thách, một cái là nhằm vào đạo quân, cái thứ hai là nhằm vào đế quân. Thử thách nhằm vào đạo quân rất nghịch thiên, dù sáng tạo trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng, thế nhưng nếu không có pháp môn như tâm kiếm thuật, e rằng không thể nhẹ nhàng mà thắng được. Lão nhân tóc bạc đi đằng trước đến mé bên đại điện. Phách điện tự động mở ra một cánh cửa, đi vào cửa hông rất nhanh, đến đại điện phòng trang nhã yên tĩnh. Kỳ Linh rung động mà nhìn. Sao nơi này là điện phòng to lớn, bốn phía là kệ sách lớn đặt sát vách tường. Mỗi giá sách dài hơn 10 dặm, chia trăm tầng, mỗi tầng xếp các quyển ngọc giản. Ngọc giản nhiều vô số kể, nhìn không thấy cuối. Kỳ Linh ngẩn ngơ, hắn chỉ nhìn sơ qua đã đoán đại khái tổng cộng hơn trăm ức quyển ngọc giản. Số lượng nghe mà giận người. Lão nhân tóc bạc ánh mắt phức tạp chậm rãi nói. Chủ nhân của ta gần như đi khắp vũ trụ, hỗn độn sưu tập tất cả pháp môn, hơi lợi hại. Không chỉ có pháp môn của văn minh tu hành giả chúng ta, chủ nhân cũng sưu tầm pháp môn của Tây Tư tộc rồi cải tạo thích hợp cho tu hành giả. Lão nhân tóc bạc nhìn hướng Kỳ Linh. Có thể nói vô số trí tuệ trong văn minh toàn tu hành giả là văn minh Tây Tư tộc tụ tập thành pháp môn đều có ở đây. Điều ngươi cần làm là đọc hết chúng. Kỳ Linh có bình tĩnh đến mấy, lúc này lòng cũng run rẩy. Sao? Nguyên văn minh tu hành giả sao? Cả văn minh Tây Tư tộc ư? Chuyện này khó tin biết bao. Trên trái đất quê hương tam giới của Kỳ Linh có câu là đọc vạn quyển sách, đặt bút thư thần. Sáng tạo mỗi môn pháp môn là kết tinh trí tuệ của một tu hành giả. Kỳ Linh có thể bước vào tứ bộ đạo quân là công lớn của truyền thừa hơn 300 chú tể trong không gian Ba Lâm Chí Tôn để lại. Nó mở rộng tư tưởng của hắn, khiến cho hắn có nhiều xúc động. Còn bây giờ ư? Pháp môn nguyên văn minh tu hành giả, thậm chí văn minh Tây Tư tộc bị cải tạo thích hợp cho tu hành giả, vô số pháp môn tụ tập tại đây, giá trị không thể đo lường. Nó trợ giúp cho việc ngộ đạo lớn hơn bất cứ báu vật nào. Quan trọng hơn, động minh ngọc phù gấp vô số lần, các chúa tể cũng sẽ phải phát cuồng. Kỳ Linh thì thào, đi khắp vũ trụ hỗn độn,
cải tạo pháp môn của văn minh Tây Tư tộc. Tiền bối có thể cho ta biết phụ chủ của động phủ là ai không? Lão nhân tóc bạc nói: chủ nhân của ta không định thu đồ đệ, đây chỉ là nguyện vọng của chủ nhân. Người vượt qua thử thách của chủ nhân thì có thể được đến những cái này. Con người Kỳ Linh co rút lại: nguyện vọng sao? Lão nhân tóc bạc nhìn vô số ngọc giản xung quanh, biểu tình lạnh lùng, mắt mơ hồ khẽ nói: chủ nhân đã chết rồi. Kỳ Linh khó có thể tin: chết rồi ư? Phụ chủ chết trong chiến đấu với Tây Tư tộc sao? Lão nhân tóc bạc cười nhạt: người quá xem trọng Tây Tư tộc rồi. Trong chiến tranh năm đó, văn minh tu hành giả ta đại chiến với Tây Tư tộc, cuối cùng phe ta thắng. Đừng nói chúng ta thắng, dù có chiến thua thì chủ nhân của ta là Chí Tôn, không thể nào chết được. Vậy phụ chủ chết như thế nào vậy? Kỳ Linh thật sự không dám tin Chí Tôn lãnh tụ đỉnh cao nhất của văn minh tu hành giả sẽ chết đi. Lão nhân tóc bạc nói: cứ xem như là tự sát đi, thôi đừng hỏi nữa. Kỳ Linh hoang mang: xem như tự sát ư? Đạo tâm của Chí Tôn ghê gớm đến nhường nào đây, làm sao có thể tự sát được? Kỳ Linh chợt hiểu, xem như tự sát tức là không phải tự sát thật, nếu không đã chẳng đệm từ xem như. Vì động phủ Chư Linh không muốn nói nên Kỳ Linh cũng không hỏi nữa. Kỳ Linh lên tiếng hỏi: tiền bối có thể nói cho vãn bối biết phụ chủ là ai không? Vãn bối nhận được ơn lớn như thế này, sao có thể không biết tên của người? Mắt lão nhân áo bạc sáng lấp lánh: chủ nhân của ta đạo hiệu là Khải, được tôn xưng là Khải Chí Tôn. Kỳ Linh quỳ trước giá sách chất đầy ngọc giản, tôn kính như với sư tôn: vãn bối tên Bắc Minh, tiền bối đối với vãn bối tuy không có danh sư đồ nhưng thực sự là sư đồ, ơn này vãn bối vĩnh viễn khắc ghi. Kỳ Linh trịnh trọng dập đầu 9 lần, bày tỏ nỗi lòng kích động và cảm kích của hắn. Sau đó Kỳ Linh đứng dậy. Lão nhân tóc bạc thấy thế nhẹ gật đầu nói: người có lòng ơn lớn như thế đúng là hơn xa ơn sư đồ. Những đệ tử của chủ nhân ta phần lớn không được xem số pháp môn này, chỉ có 2 vị từng xem. Kỳ Linh gật đầu: Sau đó hắn lại tò mò hỏi: pháp môn của văn minh Tây Tư tộc không thích hợp cho tu hành giả chúng ta, phải cải tạo lại sao? Lão nhân tóc bạc giải thích rằng: Tây Tư tộc và tu hành giả khác biệt về bản chất, sự khác biệt căn bản nhất về sinh mệnh. Bọn họ là loại sinh mệnh khác, một loại sinh mệnh độc đáo, có văn minh của riêng họ. Chúng ta đa phần không thể sử dụng pháp môn của họ được, chỉ có một số kỹ xảo nhỏ là dùng được thôi. Kỳ Linh gật đầu. Lão nhân tóc bạc dặn dò: được rồi, lo mà xem hết đi. Còn nữa, trước đó phải thề mọi thứ nhìn thấy tại đây không thể chuyển ra bên ngoài. Kỳ Linh gật đầu. Thanh Hoa động phủ chủ Khải Chí Tôn không cho đệ tử thân truyền của mình được xem, cho hắn xem chúng nó đã là may, sao có thể đồng ý cho hắn chuyển ra ngoài được. Dù sao có nhiều pháp môn như vậy, Khải Chí Tôn sưu tầm cũng mất bao nhiêu là thời gian và công sức. Tiếp theo là chuỗi ngày đọc sách của Kỳ Linh. Hắn vùi đầu vào đống ngọc giản, tốc độ chảy thời gian quanh Kỳ Linh mau gấp 100 lần. Các ngọc giản được ghi nhớ pháp môn nhiều như biển, đến từ mỗi một tộc quần, mỗi một vực giới, mỗi một dị vũ trụ, đại biểu kết tinh trí tuệ của các vị tu hành giả cường đại. Kỳ Linh được mở rộng tầm mắt, mấy cảm ngộ mà hắn khá am hiểu như thủy hành, lôi điện cũng tiến bộ vù vù. Huyễn thuật pháp lực, trung cực kiếm đạo đã tu hành siêu cao thì có càng nhiều thể nghiệm. Chỉ đọc sách đã có tiến bộ, vì thứ hắn đọc là kết tinh trí tuệ của vô số tu hành giả. Kỳ Linh ngâm mình trong biển pháp môn, hắn cảm thấy mình bắt đầu lột xác. Đây là nội tình, được đọc vô số pháp môn ghi nhớ hết cho hắn có nội tình này. Giờ hắn chỉ đọc sơ, sau này sẽ từ từ chiêm nghiệm kỹ, nghiên cứu lại, tiến bộ càng lớn hơn nữa. Có được đống pháp môn này là kỳ ngộ lớn không tưởng về tu đạo. Đây cũng là lý do tại sao trước đó Kỳ Linh quỳ xuống dập đầu như với sư tôn, bởi vì hắn thật sự rất cảm kích. Lần đầu tiên Kỳ Linh cảm thấy mình có hy vọng hợp đạo. Hiện giờ thực lực của Kỳ Linh rất cao, tốc độ đọc mới pháp môn rất nhanh, chỉ hao phí hơn 1 đức 3000 vạn năm là xem xong hết. Dĩ nhiên tính luôn tăng tốc thời gian gấp 100 lần, thật ra đã qua 100 ức vạn năm. Đã đọc xong rồi. Kỳ Linh buông xuống quyển ngọc giản cuối cùng, khí chất hơi thay đổi, nội liễm hơn, bình thường hơn. Trong 1 đức 5 qua, Kỳ Linh như thế trọn vẹn văn minh tu hành giả Tây Tư tộc, song chơi trong trí tuệ 2 văn minh. Kỳ Linh không còn lòng kiêu ngạo nữa. Sáng tạo đạo trung cực thì đã sao, có điểm gì đáng để ngạo khí đây? Trước khi thành sinh tử đạo quân, hắn có nhiều khuyết điểm, ngẫm ký lại được nhiều kỳ ngộ, ngẫu nhiên được lợi mới bước lên đạo trung cực. Các chúa tể thiên phú
chưa chắc kém hơn hắn. Ví dụ như Tâm Kiếm Đế Quân sáng tạo pháp môn tâm kiếm thuật cũng có thiên phú rất yêu nghiệt. Nguyên văn minh tu hành giả có rất nhiều người thiên phú cao. Lão nhân tóc bạc lên tiếng hỏi. Xem xong rồi ư? Kỳ Linh ngước lên nhìn sang, gật đầu nói, đã đọc xong rồi. Cảm giác lòng kiêu hãnh lúc trước của ta thật sự là buồn cười mà. Lão nhân tóc bạc chỉ từ xa, trong hai văn minh chỉ có Chí Tôn là siêu nhân thôi, còn lại tất cả đều bình phàm. Giữa không trung đại điện lấp lánh các đốm sáng, ánh sáng mở ra không gian ẩn giấu, có các quyển ngọc giản, những thần niệm lóng lánh chói mắt bay ra từ không gian vô hình kia. Các thần niệm rực rỡ hơn bất cứ đá quý nào, rung động lòng của Kỳ Linh. Lão nhân tóc bạc nói, còn đây là 11 quyển đạo trung cực và đạo của chủ nhân ta. Kỳ Linh rung động, truyền thừa thần niệm ư? 11 quyển đạo trung cực ư? Thoành Hoa Động Phủ Khải Chí Tôn không phải sư đồ gì với Kỳ Linh, nhưng vượt qua sư đồ bình thường. Lão nhân tóc bạc nói, 11 quyển đạo trung cực đại biểu 11 đạo quân kinh tài tuyệt diễm, đều tu hành đến đẳng cấp tứ bộ đạo quân. Đáng tiếc gã không hợp đạo thành công. Dù vậy, 11 quyển đạo trung cực cộng thêm một quyển lúc trước đưa cho ngươi, tổng cộng 12 quyển là tất cả pháp môn đạo trung cực mà chủ nhân của ta đã sưu tầm. Kỳ Linh cảm thấy áp lực lớn. Đều không hợp đạo thành công ư? Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Linh, nếu ta đoán không sai, chắc ngươi cũng đi đạo trung cực phải không? Kỳ Linh gật đầu. Lúc trước Kỳ Linh dễ dàng đánh bay cấp thánh thành chi chủ ra đại điện, chắc lão nhân tóc bạc đã nhìn ra. Lão nhân tóc bạc nói, đạo trung cực vô cùng khó khăn hợp đạo, vì nếu hợp đạo thành công sẽ có thực lực không thể nghĩ bàn. Bởi vậy đạo trung cực khó hợp đạo là rất bình thường. Kỳ Linh hiểu điều đó. Sinh tử đạo quân đi đạo khác nhau, tựa như xây nhà lầu vậy. Đạo quân bình thường nhất đi đạo bình thường như xây nhà tranh. Dù hợp đạo thành công thì cuối cùng chỉ có nhà tranh thực lực yếu. Đạo trung cực là xây nhà lầu vạn trượng, căn cơ vững chắc hơn nhà tranh không biết bao nhiêu lần. Dù chưa thành công đã có thể dễ dàng tàn sát những đạo quân đế quân nhỏ yếu. Tứ bộ đạo quân đại biểu cho các mục chuẩn bị đều đầy đủ, tùy thời có thể hợp đạo. Không hợp đạo thành công thì nhà lầu sụp đổ, hợp đạo thành công là xây xong nhà lầu. Đương nhiên đây chỉ là so sánh. Hình thành vĩnh hằng trung cực kiếm đạo huyền diệu hơn cái gọi là xây nhà lầu gấp vô số lần. Lão nhân tóc bạc nói, rất ít ai tu hành đạo trung cực. Chủ nhân của ta là Chí Tôn cũng chỉ vẹn vẹn sưu tầm được 12 quyển. Hãy thâm ngộ cho kỹ đi, giúp cho ngươi sau này hợp đạo. Kỳ Linh học hết 11 quyển đạo trung cực, sau đó bắt đầu nhận truyền thừa thần niệm. Xoẹt, thần niệm ùa vào, cảnh tượng vĩ đại hiện ra trong đầu Kỳ Linh. Đó là một thanh niên nho nhã, mặc áo trắng viền lam, khuôn mặt trông bình thường, thế nhưng càng xem càng có sức hấp dẫn chí mạng. Sau khi trở thành Chí Tôn, mỗi một vị trí trên người thanh niên tự nhiên có đạo vận chuyển không thể nghĩ bàn. Loại đạo vận chuyển này sinh ra sức hấp dẫn vô tận cho kẻ yếu. Thanh niên nho nhã xuất hiện trong phòng học phàm tục dạy bọn trẻ. Kỳ Linh cũng là một trong đám trẻ đó, lắng nghe dạy dỗ vỡ lòng. Rất nhanh, cảnh tượng thành tòa quân doanh, một quân doanh dạy đám tiểu binh luyện trường thương. Quân quan là thanh niên nho nhã, Kỳ Linh là một tiểu binh trong đó. Rồi đến một bộ lạc, vu sư lãnh tụ bộ lạc dạy cho các tộc nhân trẻ. Kỳ Linh thành tộc nhân trẻ tuổi, vu sư là thanh niên nho nhã. Các cảnh tượng nhìn như bình thường, thế nhưng ẩn chứa ý vị khó tìm. Thời gian trôi đi qua ức vạn năm, Kỳ Linh trải qua phàm nhân tu hành giả, giờ thì như chúa tể. Giữa hư không, thanh niên nho nhã đứng đó, đám tu hành giả đứng sau lưng y, khí thế hùng hồn sánh ngang chúa tể. Kỳ Linh cũng đứng trong nhóm đó. Vèo, thanh niên nho nhã vung tay áo như làn gió nhẹ thổi qua đám tu hành giả nhóm Kỳ Linh. Uy lực làn gió nhẹ bỗng tăng cao lên gấp ngàn lần, vạn lần, ức lần. Làn gió trong khoảnh khắc uy lực tăng lên cảnh giới không thể tưởng tượng, làm đám tu hành giả tan biến. Sau đó nhóm Kỳ Linh lại hiện ra. Thanh niên nho nhã mỉm cười nhẹ phất tay, đây là đạo của ta, các người đã thấy rồi, đi đi. Kỳ Linh bỗng tỉnh táo trở lại. Lão nhân tóc bạc nhìn hướng Kỳ Linh, đã tỉnh rồi ư? Kỳ Linh nói, tỉnh rồi, ta cảm giác như trải qua ức vạn năm, thế nhưng hiện tại cảm ứng thời không thật ra mới chỉ qua một ngày. Lòng Kỳ Linh bỗng cảm xúc kích động. Trong truyền thừa lúc trước, từ dạy con nít đến bước cuối cùng dạy chúa tể, Khải Chí Tôn đã biểu thị đạo của mình vô số lần dạy dỗ qua ức vạn năm, làm cho Kỳ Linh có lòng mến mộ như thực sự gặp sư phụ vậy, trưởng bối của mình nữa. Nghĩ đến Khải Chí Tôn đã chết làm cho Kỳ Linh rất buồn.
Lão nhân tóc bạc mở miệng nói: "Tòa điện phòng thứ nhất này người đã thấy rồi, giờ có thể vào điện phòng thứ hai, cũng là phòng cuối cùng." Kỳ Linh kinh ngạc hỏi: "Sao? Điện phòng thứ hai ư?" "Điện phòng thứ nhất đã bao gồm một đống pháp môn của văn minh tu hành giả, văn minh Tây Tư tộc sau khi bị cải tạo, đạo trung cực, đạo của Khải Chí Tôn cũng có hết ở đây." "Vẫn có điện phòng thứ hai sao?" Lão nhân tóc bạc đi tới trước: "Mau đi theo ta." Kỳ Linh đi theo. "Vâng." Đến cuối điện phòng này, phách điện tách ra thành cánh cửa, bước vào là đến điện phòng thứ hai. Kỳ Linh nhìn sơ, điện phòng thứ hai nhỏ hơn nhiều, ước chừng cỡ trăm trượng. Điện phòng hình bát quái, xung quanh đặt giá sách, trên giá có mấy quyển ngọc giản. Nhưng trong điện phòng thứ hai chỉ có khoảng mấy vạn quyển ngọc giản, số lượng thiếu nhiều. Kỳ Linh nghi hoặc hỏi: "Không lẽ còn có pháp môn tốt hơn hay sao?" Lão nhân thất bạc liếc Kỳ Linh nói: "Lúc trước người đã xem thứ bao gồm hai văn minh rồi, còn muốn tốt hơn gì nữa đây?" Kỳ Linh nhìn quanh: Vậy ngọc giản nơi đây là lão nhân tóc bạc chỉ vào chính giữa điện phòng thứ hai nói: "Đợi một chút người sẽ biết thôi." Cùng với lão nhân tóc bạc chỉ, nền đất nhô lên xuất hiện bệ đá hình bồ đoàn bắt quái, bệ đá màu đen lấp lóe vầng sáng trắng. "Người khoanh chân ngồi lên đi." Kỳ Linh không do dự, với thủ đoạn của Khải Chí Tôn, uy lực cấm chế Thanh Hoa động phủ, nếu muốn giết hắn quá dễ dàng, giết chúa tể cũng dễ như trở bàn tay. Kỳ Linh sẽ không nghi ngờ có cạm bẫy ám toán mình. Kỳ Linh bước lên ngồi trên bệ đá. Xoẹt! Băng giá thấu xương xuyên suốt toàn thân Kỳ Linh. Hắn dùng mình cảm giác tốc độ hồn phách chân linh, suy nghĩ tăng vọt, nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Lão nhân tóc bạc nhìn bệ đá nói: "Chủ nhân của ta tốn bao công sức tạo ra động phủ này, trung tâm là bệ đá. Uy năng vô số cấm chế tụ tập khiến cho bệ đá có công hiệu phụ trợ kinh người, hiệu quả gần như ngộ đạo." Kỳ Linh gật đầu. Khi Kỳ Linh ngồi khoanh chân trên bệ đá, đúng là giúp ích lớn, còn hơn ly hợp thạch phủ lưu hương. Kỳ Linh cúi đầu nhìn bệ đá, công hiệu quá thần kỳ, có nó làm hắn ngộ đạo tăng mảng lớn, hy vọng hợp đạo cũng lớn hơn chút nữa. "Chủ nhân của ta luyện chế ra bệ đá này vốn cho mình dùng, thường dùng cho việc tham ngộ. Vì luyện chế nó, chủ nhân trả giá lớn kinh người, hiện giờ để lại cho ngươi luyện, để lại cho người có duyên." Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Linh cúi đầu kích động vuốt bệ đá, lão lạnh nhạt nói: "Người đã qua được thử thách, hễ ngươi còn sống thì có thể thoải mái sử dụng bệ đá này. Ta đoán trong vòng 108,000 hỗn độn kỷ nguyên khó có người hữu duyên thứ hai." Kỳ Linh hưng phấn gật đầu: "Đây đúng là chí bảo." Lão nhân tóc bạc nói: "Người hãy lo tĩnh tâm đi, khi lòng hoàn toàn tĩnh tâm, ta sẽ nói việc khác với ngươi." Kỳ Linh cũng cảm thấy lòng mình đang chấn động. Đầu tiên là quan sát vô số pháp môn của hai văn minh, giờ phát hiện bệ đá vượt xa ly hợp thạch phủ lưu hương nên tâm tình hắn chấn động. Bình tâm tĩnh khí, Kỳ Linh dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn hướng lão nhân tóc bạc. Lão nhân tóc bạc nói: "Tâm đã tĩnh rồi thì ta nói chuyện với ngươi. Chủ nhân của ta sắp xếp nhiều như vậy, cho người đến sau xem vô số pháp môn, chính yếu nhất vì có một nguyện vọng." Kỳ Linh kinh ngạc hỏi: "Sao? Nguyện vọng ư?" Lão nhân tóc bạc gật đầu nói: "Đúng rồi, chắc người đã tu tập pháp môn 9 tầng không gian đúng không?" Kỳ Linh ngây người: "Sao? 9 tầng không gian ư?" Lão nhân tóc bạc giải thích rằng: "Tức là 9 tầng cấm chế hỗn độn, chủ nhân của ta sáng tạo 9 tầng cấm chế hỗn độn có thể mở ra không gian trong thức hải, tựa như một đóa hoa xanh, đó là 9 tầng không gian, có thể chuyển hóa tất cả lực lượng, pháp lực, thần lực, tâm lực của tu hành giả thành một loại sức mạnh như sương khói. Sau khi chủ nhân trở thành chí tôn, trong năm rộng tháng dài, chủ nhân đã sáng tạo ra pháp môn đắc ý nhất này, cũng là pháp môn làm cho chủ nhân tiếc nuối nhất, chết rồi vẫn đầy tiếc nuối." Kỳ Linh thầm khó hiểu: "Sao? Pháp môn làm cho tiếc nuối nhất ư?" "Đúng là 9 tầng cấm chế hỗn độn rất thần kỳ, thần lực, pháp lực, tâm lực của mình hay lực lượng hỗn độn bên ngoài đều có thể bị chuyển hóa, khiến cho năng lượng dự trữ trong người tu hành giả càng nhiều, càng tinh thuần hơn, có thể nuôi dưỡng hồn phách chân linh hoàn mỹ biết bao." Lão nhân tóc bạc gật đầu nói: "Đúng vậy, là tiếc nuối. Chủ nhân luôn ôm tiếc nuối không cam lòng. Pháp môn 9 tầng không gian này có nhiều khiếm khuyết, ví dụ như phải luyện thành trước khi thế giới cảnh, nếu không thì chẳng thể mở ra 9 tầng không gian trong thức hải được. Ví dụ như lực lượng sương khói không thể rời khỏi người." Kỳ Linh gật gù: "Đúng là không thể rời khỏi người,
Lúc trước Kỳ Linh chỉ dùng nó vào cận chiến, nhưng thực lực càng mạnh thì cảnh giới đạo có tác dụng chủ yếu, lực lượng xương khói hoa xanh hầu như không giúp được gì nữa. Lão nhân tóc bạc nói, mấy cái này chỉ là sai sót nhỏ, chủ nhân bỏ chút công sức ra là có thể hoàn thiện. Khuyết điểm chí mạng nhất là pháp môn chín tầng không gian, tối đa chỉ có thể chuyển hóa lực lượng sinh tử đạo quân. Pháp lực, tâm lực, thần lực đến đẳng cấp vĩnh hằng thì không thể nào chuyển hóa. Kỳ Linh ngẩn người, sao đến đẳng cấp vĩnh hằng không thể nào chuyển hóa sao? Lão nhân tóc bạc lắc đầu thổn thức nói, đúng rồi, bởi vậy pháp môn này chỉ có ích cho người tu hành giả giới vĩnh hằng đế quân. Theo ý tưởng ban đầu của chủ nhân là muốn sáng tạo 12 tầng cấm chế, chẳng những chuyển hóa thần lực pháp lực của vĩnh hằng đế quân mà còn có thể chuyển hóa thần lực pháp lực của chí tôn, thế mới thành công trọn vẹn được. Nếu chuyển hóa được thần lực pháp lực của chí tôn thì sẽ giúp ích rất lớn cho chí tôn. Kỳ Linh chỉ biết gật đầu, hắn không dành về thủ đoạn thật sự của chí tôn, thế nhưng thần lực pháp lực mà chuyển hóa được đúng là có trợ giúp rất nhiều. Lão nhân tóc bạc nói, chủ nhân sáng tạo ra pháp môn này bởi vì lực lượng Tây Tư tộc là thứ thuần túy, giống với lực lượng xương khói kia. Tây Tư tộc dù là kẻ yếu hay cường giả đỉnh cao nhất đều có lực lượng xương khói giống như của ngươi. Kỳ Linh thầm giật mình mà kêu lên, sao bọn họ không có thần lực pháp lực cơ? Lão nhân tóc bạc gật đầu nói, không hề có, lực lượng của họ có hết các chức năng như thần lực pháp lực mà uy lực càng lớn, nên không cần thần lực pháp lực làm gì. Kỳ Linh thực sự giật mình, Tây Tư tộc và tu hành giả khác biệt từ bản chất sinh mệnh, ngay cả pháp môn tu hành cũng khác hẳn. Như kỹ xảo pháp môn đạo tâm sinh mệnh là thông dụng, đây là lý do tại sao Dịch Ba Đế Quân để lại Xích Ba Điện ở quê nhà mà không phá hỏng hai pháp môn đạo tâm sinh mệnh. Lão nhân tóc bạc nói, muốn sáng tạo hệ thống tu luyện khác là rất khó khăn, chủ nhân tự mở ra một con đường. Muốn chuyển hóa tất cả lực lượng thần lực pháp lực thành sức mạnh xương khói, đây là khát vọng lớn nhất của chủ nhân, làm chủ nhân tốn bao nhiêu công sức của chủ nhân. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Linh, chủ nhân sưu tầm vô số pháp môn của văn minh tu hành giả, sưu tầm các pháp môn của Tây Tư tộc cải tạo thích hợp cho tu hành giả. Chủ nhân vắt óc suy tư cũng chỉ vẹn vẹn sáng tạo ra 9 tầng cấm chế hỗn độn. Giờ chủ nhân đã chết rồi, tiếc nuối lớn nhất trước khi chết là chuyện này. Chủ nhân hy vọng người đến sau có thể sáng tạo ra cấm chế hỗn độn tầng thứ 10, thậm chí sáng tạo đến tầng thứ 11, 12 trong ý tưởng của chủ nhân. Kỳ Linh gật gù không kiềm chế được hỏi, Khải Chí Tôn cũng không thể thành công thì những hậu bối chúng ta có thể làm được không? Lão nhân tóc bạc nói, đừng nên coi thường tu hành giả nào cả. Chủ nhân của ta có thể trở thành Chí Tôn tuy nhờ có thiên phú rất cao, nhưng cũng vì có được vô số kỳ ngộ. Hậu bối các ngươi thiên phú chưa chắc kém hơn chủ nhân của ta. Ví dụ như ngươi khi là sinh tử đạo quân đã sáng tạo ra trung cực kiếm đạo, lúc chủ nhân của ta ở đẳng cấp đó thua xa ngươi. Ngươi có thể làm được, nhưng có thể chủ nhân của ta không làm được. Kỳ Linh đã hiểu, mỗi một tu hành giả thiên phú siêu cao có tư duy khác nhau, tư duy sáng tạo pháp môn cũng khác nhau. Khải Chí Tôn thất bại không có nghĩa là tất cả tu hành giả đều không có hy vọng. Lão nhân tóc bạc chỉ từng quyển ngọc giản xung quanh nói, chủ nhân từng sống rất lâu ở đây, nghiên cứu các loại pháp môn. Đây là các loại pháp môn tu hành mà chủ nhân sưu tầm. Bên trong phàm tục có mấy thứ như trúc cơ, kim đan nguyên anh, xuất khiếu, âm thần, lôi kiếp, dương thần, ngưng đan, cửu chuyển, động chân, đủ loại pháp môn đại biểu đường tu hành khác nhau, thế nhưng cuối cùng đều chuyển hóa thành đường tâm lực, pháp lực. Ban đầu chủ nhân muốn mở ra cách tu luyện mới nhưng quá khó khăn, cuối cùng sáng tạo 9 tầng cấm chế hỗn độn. Trong những ngọc giản này ghi lại một số ý tưởng lúc chủ nhân sáng tạo và vài con đường khác nhau. Kỳ Linh nhìn mấy vạn quyển ngọc giản trên kệ sách bốn phía, tưởng tượng ngày xưa Khải Chí Tôn ngồi trên bệ đá vắt óc sáng tạo. Đường đường là một chí tôn mà điều tiếc nuối nhất trước khi chết lại là việc này ư? Kỳ Linh thổn thức, nhưng ngẫm lại cũng đúng, thành chí tôn là thật sự vô địch, mở ra một tòa dị vũ trụ dễ như húp cháo. Như vậy Lâm Chí Tôn đã sáng tạo ra tộc sinh mệnh vĩnh hằng đấy thôi. Khải Chí Tôn vừa đầu muốn sáng chế ra pháp môn có thể chuyển hóa thần lực pháp lực của chí tôn, nhưng chí tôn quá vô địch, quá cô độc. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Linh nói tiếp, ngươi là đạo quân, vượt qua được thử thách xem như kinh tài tuyệt diễm thật sự trong đạo quân. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng lớn nhất của chủ nhân ta.
Không cần nhiều, chỉ cần sáng tạo ra tầng thứ 10 là đủ rồi. Kỳ Linh gật đầu, hắn ngồi khoanh chân trên bệ đá, công hiệu gần như ngộ đạo, vô số linh quang vụt qua trong óc Kỳ Linh. Nhưng càng nghĩ, hắn càng thấy 9 tầng cấm chế hỗn độn vô cùng huyền diệu, khiến hắn sinh lòng kính ngưỡng. Sáng tạo ra pháp môn này đã không thể tưởng tượng, hắn muốn tiến thêm một bước từ cơ sở này ư? Kỳ Linh ngồi suy tư hết nửa ngày mới mở miệng nói: "Khó quá đi." Lão nhân tóc bạc nói: "Đúng là rất khó. Chủ nhân tốn thời gian dài mà không thể thành công thì đâu đơn giản như vậy. Nên chủ nhân để lại một món báu vật, nó sẽ giúp ngươi." Kỳ Linh vảnh tai lắng nghe, lão nhân tóc bạc nói: "Nhưng trước đó ngươi phải sáng tạo 10 loại pháp môn khác nhau. Ngươi là đạo quân, trình độ huyền diệu, mỗi loại pháp môn phải đến cấp thánh thành chi chủ rồi." Kỳ Linh kinh ngạc hỏi lại: "Sao, 10 loại pháp môn khác nhau ư? Mỗi loại phải đến cấp thánh thành chi chủ ư?" Lão nhân tóc bạc gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi là đạo quân, nếu có thể sáng tạo ra 10 loại pháp môn cấp thánh thành chi chủ, chứng minh ngươi có thiên phú về mặt sáng tạo pháp môn. Vậy thì chủ nhân để lại món báu vật kia có thể tặng cho ngươi. Báu vật đó sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi." Kỳ Linh cảm thấy yêu cầu của Khải Chí Tôn quá cao. "Sáng tạo 10 loại pháp môn thì tặng cho ta một món báu vật sao?" Kỳ Linh lắc đầu nói: "Sáng tạo tầng thứ 10 trên 9 tầng cấm chế hỗn độn không ích lợi gì với ta cả." Tầng thứ 10 chuyển hóa pháp lực, thần lực của Vĩnh Hằng Đế Quân sao? Bây giờ cửa ải khó khăn nhất của Kỳ Linh là hợp đạo, sáng tạo ra tầng thứ 10 cũng là vô dụng. Lão nhân tóc bạc nói: "Món báu vật đó là kỳ vật vô cùng quý giá, giúp ích lớn cho việc tu hành, đặc biệt là hợp đạo. Chí Tôn cũng sẽ rất đau lòng nhường ra, nên chủ nhân mới yêu cầu sáng tạo 10 loại pháp môn, chứng minh ngươi có được năng lực mới chịu đưa cho ngươi. Nếu không đưa báu vật cho ngươi, chỉ uổng phí, chủ nhân của ta không xa xỉ như vậy." Mắt Kỳ Linh sáng rực gặng hỏi: "Sao, giúp ích lớn cho việc hợp đạo sao?" Lão nhân tóc bạc kể nói: "Đúng vậy." Lão nhân tóc bạc biết điều này hấp dẫn đạo quân nhất, đạo quân nào đều không kiềm chế được sức hấp dẫn của hợp đạo. Lão nhân tóc bạc nói: "Trong vũ trụ hỗn độn, nó đứng đầu trong xếp hạng giúp ích tu hành, nó cũng xếp hạng đầu trợ giúp hợp đạo." Kỳ Linh hỏi: "Sao, xếp hạng nhất ư? So với Động Minh Ngọc Phù thì sao nào?" Lão nhân tóc bạc nói: "Ta cũng có nghe nói qua về Động Minh Ngọc Phù, do đế quân cực giỏi đạo Thôi Diễn mới luyện chế ra được. Thế nhưng Động Minh Ngọc Phù vô dụng với trung cực kiếm đạo mà ngươi tu hành, dù có nhiều Động Minh Ngọc Phù hơn cũng không so sánh được với báu vật này được. Ngươi phải chứng minh mình có năng lực sáng tạo pháp môn, ta mới tặng cho ngươi." Kỳ Linh gật đầu nói: "10 loại pháp môn cấp thánh thành chi chủ ư? Được rồi, vậy ta sẽ sáng tạo 10 loại pháp môn." Thế là trong Thanh Hoa Động Phủ cô quạnh bên ngoài tam giới, Kỳ Linh một mình bắt đầu sáng tạo. Trung cực kiếm đạo đã đến đẳng cấp tứ bộ đạo quân, về cảnh giới tính là cấp thánh thành chi chủ rồi, xem như là loại thứ nhất. Thật tâm lực diệt tuyệt thì uy lực cực lớn, cũng là đẳng cấp thánh thành chi chủ. Thế nhưng ảo diệu thật sự của nó vẫn là trung cực kiếm đạo nên không thể tính. Thuật huyễn tinh là thuật mới, chỉ có đẳng cấp đạo quân, uy lực quá yếu không tính. Cho nên lúc này chỉ có một trung cực kiếm đạo là được sáng tạo đến đẳng cấp thánh thành chi chủ. Kỳ Linh còn cần sáng tạo ra 9 pháp môn khác nhau mới được Động Phủ Chư Linh thừa nhận thiên phú sáng tạo pháp môn. May mắn trước đó Kỳ Linh đã xem vô số pháp môn của văn minh tu hành giả Tây Tư tộc. Giờ hắn ngồi trên bệ đá có công hiệu ngộ đạo, hắn bắt đầu vùi đầu vào tham ngộ. Đầu tiên Kỳ Linh quyết định hoàn thiện thuật huyễn tinh. Huyễn thuật đã đến đỉnh đạo quân, đẩy lên một cấp bậc lớn là tới cấp thánh thành chi chủ. Ý tưởng thì rất tốt, nhưng khi làm mới thấy khó khăn nhường nào. Thanh Hoa Động Phủ chủ Khải Chí Tôn đã lập ra điều kiện sáng tạo 10 pháp môn cấp thánh thành chi chủ thì không dễ hoàn thành. Đạo quân tâm lực lưu kinh diễm như vũ thường đạo quân, mà thành tựu lớn nhất chỉ là sáng tạo vũ thường mê hồn khúc mà thôi. Kỳ Linh muốn đạt đến trình độ đó cần tích lũy huyễn thuật thật dồi dào. Cái gọi là tích lũy chờ ngày bùng nổ, không có tích lũy thì không thể nào sáng tạo ra pháp môn như vậy được. Huyễn thuật. Kỳ Linh áo trắng ngồi khoanh chân trên bệ đá, cấm chế chuyển động quanh bệ đá, tốc độ chảy thời gian gấp trăm lần. Kỳ Linh nhắm mắt tham ngộ. Trong đầu Kỳ Linh vụt qua các pháp môn, đều là nhiều huyễn thuật tâm lực lưu trong văn minh tu hành giả Tây Tư tộc mà hắn xem ở điện phòng thứ nhất kia. Tâm lực là lực lượng rất thần kỳ, nó kết hợp với lực lượng khác có thể khiến thực lực tăng vọt. Cảnh giới hiện giờ của Kỳ Linh là đẳng cấp thánh thành chi chủ, thế nhưng hắn chỉ dựa vào thức thứ 12 tâm kiếm thuật
đã đứng trên đỉnh tất cả thánh thành chi chủ, rất gần với ba chúa tể. Đây chính là sự thần kỳ của tâm lực. Tâm lực quyến thuật là thủ đoạn vận dụng rất thường thấy. Tu hành giả Tây Tư tộc có nhiều thành tựu về huyễn thuật. Huyễn thuật có thể dùng theo kiểu này sao? Kỳ Linh không ngừng phân tích các môn huyễn thuật. Những huyễn thuật cấp thấp nhất đều có cấp thánh thành chi chủ, lợi hại chút thì đến đẳng cấp chúa tể. Có huyễn thuật càng huyền diệu thêm nữa. Lúc trước Kỳ Linh chỉ ghi nhớ, giờ hắn mới chính thức phân tích nghiên cứu, càng đào sâu càng tăng tích lũy huyễn thuật của hắn lên. Thuật huyễn tinh tự nhiên từ từ hoàn thiện hơn. Mỗi một môn huyễn thuật đều rất thâm ảo. Kỳ Linh ngồi trên bệ đá có hiệu quả gần như ngộ đạo từng giây từng phút, nhưng để phân tích từng môn huyễn thuật vẫn mất thời gian rất dài. Ngắn thì trăm vạn năm, dài cả ức năm. Đây mới chỉ là phân tích quy lực cấp thánh thành chi chủ, chưa thể nghiên cứu thành phần thâm ảo hơn. Phân tích xong tất cả huyễn thuật làm cho Kỳ Linh mất hết 560 ức năm. Nếu không có bệ đá phụ trợ, sợ là Kỳ Linh càng tốn thời gian gấp vạn lần. Sau đó Kỳ Linh tổng hợp lại tất cả cảm ngộ, bắt đầu dung hợp, hòng sáng tạo ra huyễn thuật thuộc về mình. Sau khi có nhiều cảm ngộ, Kỳ Linh thấy hệ thống thuật huyễn tinh ban đầu rất đơn sơ, một số căn bản hạch tâm cũng có vấn đề. Kỳ Linh đẩy ngã hết, sáng tạo lại huyễn thuật từ đầu. Lại qua 30 ức năm, Kỳ Linh dung hợp vô số cảm ngộ, rốt cuộc sáng tạo ra một môn huyễn thuật được hắn đặt tên là Đại Tự Tại Mông Giới. Bên trong điện phòng thứ hai, bên trên bệ đá, Kỳ Linh ngồi xếp bằng, khí chất hơi thay đổi. Trước kia thiếu niên áo trắng, hơi thở ẩn giấu, không phát thì thôi, đã phát ra sẽ lộ mũi nhọn như thanh thần kiếm. Thế nhưng Kỳ Linh bây giờ hơi thở mơ hồ, hư ảo, tựa như áng mây, cơn gió, lá cây bay, một tia nắng ấm áp mùa xuân xua tan bóng tối. Tu hành giả khác trông thấy sẽ không kiềm chế được cảm giác thoải mái này, lòng tự nhiên sinh ra muốn gần gũi Kỳ Linh. Một vài tu hành giả căng thẳng thần kinh, nặng nề khi thấy Kỳ Linh cũng sẽ thả lỏng tinh thần. Kỳ Linh mỉm cười nói: "Tự tái, trong tu hành hiếm được tự tái, nhưng trong huyễn thuật của ta thì có thể." Đại Tự Tại Mộng Giới, then chốt nằm ở tự tại và mộng giới. Then chốt thứ nhất là mộng giới. Kỳ Linh tạo ra mộng giới trong ảo cảnh, tất cả nguyên tố của mộng giới đều là Kỳ Linh cấu trúc ra. Đến hiện giờ, trong tâm chi thế giới của Kỳ Linh đã khoanh vòng một khu vực mô phỏng thành hình dạng mộng giới. Mục tiêu của hắn là muốn cho mộng giới vô cùng chân thật, tràn ngập sức hấp dẫn chí mạng, tùy theo mục tiêu điều chỉnh biên độ nhỏ. Then chốt thứ hai chính là tự tại, khiến đối phương không kiềm lòng được, bị hấp dẫn chìm đắm trong đó. Dù sao, dư hái xanh sẽ không ngọt, khiến cho kẻ địch giảm thấp ý thức chống cự từ sâu trong đạo tâm thì khả năng thoát khỏi huyễn thuật càng thấp hơn. Như một số huyễn thuật nông cạn, vì sao luôn muốn nhằm vào cái hở tâm hồn đây? Như Kỳ Linh rất muốn sống lại thê tử, một số huyễn thuật nhằm vào hắn sẽ hiện ra dư vi cho hắn đoàn tụ với nàng. Đây là thứ trong lòng Kỳ Linh muốn thấy. Đạo tâm không kiên quyết chống cự, đạo tâm không đủ mạnh thì sẽ sa đà vào đó, bị sa vào càng lâu khả năng chết càng lớn. Cường giả đánh nhau bị lạc một giây là đã bị chém giết rồi. Tự tại mộng giới là trung tâm của Đại Tự Tại Mộng Giới, sau này diễn biến thành huyễn thuật cực kỳ huyền diệu. Kỳ Linh mở miệng nói: "Tiền bối." Lão nhân tóc bạc ngồi ở phía xa mở mắt nhìn Kỳ Linh. "Sao?" Kỳ Linh lấy một quyển ngọc giản ra, bên trong ghi lại tâm lực huyễn thuật Đại Tự Tại Mộng Giới đã sáng tạo. "Đây là môn pháp môn thứ hai." Ngọc giản bay lơ lửng trước mặt lão nhân tóc bạc. Lão nhân tóc bạc nhận lấy xem xét rồi gật gù: "Hơn một nửa hỗn độn kỳ nguyên, người sáng tạo một môn huyễn thuật cấp thánh thành chi chủ, không tệ, người có hy vọng sáng tạo ra 10 pháp môn." Kỳ Linh nói: "Ta vốn am hiểu tâm lực, phân tích những huyễn thuật cũng nhẹ nhàng hơn một chút, các đạo khác hơi xa lạ với ta, sáng tác cũng khó khăn hơn nhiều." Kiếm đạo là thứ Kỳ Linh sở trường nhất, trước đó hắn đã sáng tạo trung cực kiếm đạo để tứ trọng, tâm lực kém hơn một chút, nhờ bệ đá phụ trợ, Kỳ Linh chỉ hao phí 600 ức năm, tính luôn thời gian tăng tốc là hơn một nửa hỗn độn kỷ nguyên, cuối cùng sáng tạo ra Đại Tự Tại Mộng Giới. Đối với tu hành giả, chỉ tính tuổi thọ bằng thời gian chân thật, thời gian tu luyện thật của Kỳ Linh đã hơn một nửa hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh dự định tiếp tục tham ngộ đạo thủy hành và lôi điện, kế tiếp nữa là lửa, xuống tiếp nữa là không gian, thời gian, hành thổ, vân vân. Thật ra các tu hành giả bình thường nghiên cứu một đạo thôi, không lãng phí thời gian vào các mặt khác. Đạt thành tựu siêu cao trong một mặt, có thủ đoạn ở các mặt thân pháp, thân bất tử, phòng ngự, tấn công, như kiểu Trần giáo chủ lo tập trung đi đạo thủy hành. Nhưng suy xét từ góc độ ngộ đạo thì thăm ngộ thêm vài đạo cũng có trợ giúp, gây xúc động liên đới, dù sao đạo nối liền nhau. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Linh: "Có bệ đá phụ trợ,
chắc ngươi có thể làm được. Ngộ ra 10 môn pháp môn giúp ích cho về sau hợp đạo. Đạo trung cực quá khó hợp đạo, ngộ nhiều pháp môn cấp thánh thành chi chú là việc tốt cho ngươi, không phải chuyện xấu. Kỳ Linh gật đầu thừa nhận. Thế là Kỳ Linh tiếp tục nghiên cứu đạo thủy hành. Đạo thủy hành là lưu phái lớn, rất nhiều người đi lưu phái này. Kỳ Linh vừa đầu nghiên cứu các môn pháp môn, đại đa số đại năng dựa vào đạo thủy hành thành tựu đạo quân đỉnh phong, một số thành thánh thành chi chủ, vài người là chúa tể. Hướng tu hành đạo thủy hành có vài loại khác nhau, khiến Kỳ Linh bất ngờ là trong vô số pháp môn đạo thủy hành không có trung cực thủy hành đạo. Lẽ tất nhiên Kỳ Linh tốn thời gian cho đạo thủy hành lâu hơn huyễn thuật. Thời gian không ngừng trôi đi, chớp mắt thời gian tu hành thật của Kỳ Linh trong Thanh Hoa động phủ đã qua một hỗn độn kỷ nguyên. Hắn vẫn vùi đầu tham ngộ, mọi thứ thật yên tĩnh. Nguyên Viêm Long vực giới không biết trong thời gian này có một vị đại năng tâm lực lưu đáng sợ đã được sinh ra. Viêm Long vực giới từ khi chúa tể tâm lực lưu chết đi thì không còn sinh ra đế quân tâm lực lưu nữa, rất hiếm thấy đế quân tâm lực lưu. Sau khi Kỳ Linh bước vào tứ bộ đạo quân, tuy tâm lực khá mạnh, trong trận phi tuyết thánh thành huyễn thuật của hắn là một đám đế quân chúng chiêu, nhưng khi đó huyễn thuật của Kỳ Linh quá yếu, hắn dựa vào tâm lực mới có được hiệu quả đó. Với cấp thánh thành chi chủ thì huyễn thuật của Kỳ Linh không đem lại uy hiếp gì. Bây giờ huyễn thuật sở đoàn của Kỳ Linh đã lướt qua nấc thang lớn đến đẳng cấp thánh thành chi chủ. Vì trung cực kiếm đạo đủ ổn định, tâm chi thế giới của Kỳ Linh chỉ đứng sau chúa tể tâm lực lưu, khiến tâm lực siêu mạnh. Tâm lực và huyễn thuật đều đến đẳng cấp rất cao, uy lực tâm lực huyễn thuật của Kỳ Linh cũng lên đẳng cấp mới toanh. Dù là các thánh thành chi chủ cũng sẽ có người bị trúng chiêu. Khi đánh nhau sống chết, chỉ cần trúng chiêu trong một chốc lát, không giữ được thân bất tử là Kỳ Linh có thể thừa dịp giết đối phương dễ dàng. Bà chúa tể khó giết các đế quân cấp thánh thành chi chủ vì bọn họ có thân bất tử có thể chạy trốn. Thế nhưng chúng huyễn thuật thì bọn họ không trốn được. Khi không thể thi triển thân bất tử, ý thức bị cuốn vào ảo cảnh tất nhiên có khả năng bị đánh chết. Đế quân tâm lực lưu là một truyền thuyết đáng sợ. Nguyên Viêm Long vực giới không có loại người này. Tâm lực lưu muốn hợp đạo khó khăn cao hơn đạo khác rất nhiều, e rằng chỉ đứng sau đạo trung cực. Tâm lực lưu cần tâm chi thế giới đủ lớn, đủ ổn định mới có hy vọng hợp đạo thành công. Nên bình thường tâm lực lưu đều phải đến đỉnh đạo quân, tâm chi thế giới lớn và ổn định mới có hy vọng thành công hơn. Như Kỳ Linh từng đi vùng đất khởi nguyên dị vũ trụ xem sắc chúa tể tâm lực lưu và chúa tể tâm lực lưu phe Tây Tư tộc đã chết trận, bọn họ đều là chúa tể. Tâm lực lưu không hợp đạo thì thôi, hễ hợp đạo thành công hầu như đều là chúa tể, chỉ có ít người kẹt ở cấp thánh thành chi chủ. Kỳ Linh bây giờ đã sánh bằng đế quân tâm lực lưu đẳng cấp thánh thành chi chủ, tuy không uy hiếp chúa tể được nhưng đủ làm các thánh thành chi chủ phải e ngại. Cũng trong lúc Kỳ Linh đang tu luyện, sâu bên trong Ngũ Tinh Hải xa xôi, ầm ầm, vô số ngọn lửa hình thành vòng xoáy lớn bao phủ cương vực khổng lồ xung quanh. Những ngọn lửa cực kỳ xinh đẹp, thậm chí tự nhiên ngưng tụ thành hình dạng từng đóa hoa. Vòng xoáy lửa vô tận trông thật đẹp. Có một nam nhân nhỏ gầy tóc bạc, chân mày trắng, đứng bên rìa vòng xoáy. Dưới lông mày trắng bay bay là đôi mắt xanh thắm nhìn chăm chú vòng xoáy lửa rộng lớn trước mặt. Phi Tuyết Thành Chủ cười gằn, Kiều Trần, mặc cho ngươi gian xảo, cố dây dụa, cuối cùng cũng rơi vào tính kế của ta thôi. Ta hao phí trăm ức năm, rốt cuộc cũng tìm được tung tích của ngươi rồi. Ngươi nghĩ ta muốn giết ngươi nhất hay sao? Sai, sai lầm. Giết ngươi chỉ là thuận tiện. Ta muốn giết nhất là Bắc Minh đạo quân kia. Đôi mắt xanh thẳm của Phi Tuyết Thành Chủ tràn đầy điên cuồng, sát ý đậm đặc. Giờ ngươi tự tìm đường chết xông vào tuyệt cảnh, giao hỏa cánh là đã giúp ta việc lớn rồi. Ta mà thả tin này ra, tin tưởng Bắc Minh đạo quân quen biết sống chết sẽ bất chấp tới cứu ngươi ngay. Ta không giết được hắn, nhưng giao hỏa cánh lại có thể. Mắt Phi Tuyết Thành Chủ lấp lóe tia hung ác. Hai ngươi đều phải chết cả. Thật ra Phi Tuyết Thành Chủ vào Ngũ Tinh Hải với mục đích ban đầu là giết Kiều Trần cướp của. Phi Tuyết Thành Chủ cẩn thận đi tìm ở các góc Ngũ Tinh Hải. Thực lực của gã lợi hại hơn Kiều Trần, lại có phi chu vực giới hỗ trợ, vào nơi nguy hiểm thì trốn trong phi chu vực giới là xong. Tuy Ngũ Tinh Hải lớn, nhưng cuối cùng Phi Tuyết Thành Chủ vẫn tìm ra được Kiều Trần giáo chủ. Kiều Trần cảm thấy mình ở sâu trong Ngũ Tinh Hải bao la, Phi Tuyết Thành Chủ không có khả năng tìm được gã, nên sơ sẩy mang theo linh kiện phi chu vực giới bên mình. Ai ngờ Phi Tuyết Thành Chủ ỷ vào phi chu vực giới khiếm khuyết tìm tới. Kiều Trần hốt hoảng chạy trốn, mỗi tội tốc độ chạy của gã quá chậm, phải nhờ vào báu vật giúp đỡ chạy trốn. Phi Tuyết Thành Chủ liều mạng đuổi theo,
hai người chạy cút bắt thật lâu. Kiều Trần cắt đuôi mãi không xong, cuối cùng gã cắn răng lao vào giao hỏa cảnh nổi tiếng xấu. Ta chống mắt xem Phi Tuyết Thành Chủ có dám đuổi theo vào không. Làm đạo quân, thật ra bên trong Kiều Trần khá điên cuồng. Đương nhiên ta dám vào rồi, sống ngức chế không bằng chết cho rồi. Lần này không chỉ có người chết đâu, Bạc Minh đạo quân cũng phải chết đi. Phi Tuyết Thành Chủ là kẻ cực kỳ điên cuồng, tàn bạo, hiếm có trong đế quân. Gã điên cuồng với người khác, cũng biến thái với chính mình. Phi Tuyết Thành Chủ điều khiển phi chu vực giới bay vào vòng xoáy lửa rộng lớn. Đêm đến, trong Thiên Thiên Cung, Kỳ Linh áo đen ngồi trên đỉnh núi. Gió núi thổi, Kỳ Linh uống rượu. Tô Vô Cơ ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh uống cùng. Bản tôn đang tu luyện trong Thanh Hoa động phủ, có bệ đá của Chí Tôn phụ trợ nên tốc độ tu hành nhanh kinh người. Pháp thân Kỳ Linh dù có tu luyện cũng không trợ giúp gì, nên có rảnh rỗi hưởng thụ. Hai người uống rượu trò chuyện, Tô Vô Cơ cầm hồ lô rượu nhỏ chợt hỏi: "Chủ nhân, có thể kể cho ta nghe về đạo lữ của mình được không?" Kỳ Linh cười nói: "Nàng là sư tỷ của ta. Năm xưa khi ta bái vào môn phái thì sư tỷ còn mạnh hơn cả ta." Tô Vô Cơ kinh ngạc kêu lên: "Sao mạnh hơn cả chủ nhân ư?" Kỳ Linh trong mắt Tô Vô Cơ chói lòa biết bao, là đạo quân mạnh nhất Viêm Long vực giới từ xưa đến nay. Kỳ Linh nói: "Khi đó nàng có địa vị rất cao trong môn phái của chúng ta. Nàng còn cùng ta tham gia đại hội tiên duyên. Thiên tư của nàng khá cao, đáng tiếc trong lòng luôn giấu một bí mật rất lớn, khiến nàng không thể tập trung tu luyện. Nói đến thì kiếp trước hay kiếp này, sư tỷ đều là người đáng thương." Kỳ Linh cười nói: "Ngày tháng vui vẻ nhất của sư tỷ chắc là lúc có bầu cùng ta sống yên ổn." Kỳ Linh mãi mãi không quên được cảnh hắn luyện kiếm, dù vì có bầu ngồi bên cạnh vút bụng cười khúc khích. Chuỗi ngày bình tĩnh trước chiến tranh đó là hồi ức đẹp nhất trong lòng Kỳ Linh cũng như của Dư Vi. Nữ nhi lớn lên, những kẻ lập mưu đã chết, quê hương của ta lại hòa bình, thế nhưng vắng nàng. Kỳ Linh ngửa đầu uống mấy hớp rượu, đặt hồ lô rượu xuống. Ta luôn cầu đạo, trừ việc muốn xem cảnh giới càng cao, ngắm phong cách ở các nơi, nơi cao hơn, còn muốn có ngày bù đắp tiếc nuối, gia đình ba người chúng ta lại đoàn tụ. Tô Phu Cơ nói: "Chủ nhân nhất định sẽ thành công thôi." Kỳ Linh cười nói: "Trước kia ta cảm thấy đó là hy vọng xa vời, thế nhưng bây giờ cách thành công không còn xa nữa, nên dù là giấc mơ không thể với tới thì vẫn có hy vọng thực hiện. Chỉ cần gia đình ba người chúng ta được ở bên nhau đã là đủ rồi." Kỳ Linh ngửa đầu uống rượu tiếp: "Hợp đạo cũng vậy, Chúa Tể, Chí Tôn cũng thế, vẫn là người cô đơn." Gió đêm thổi tới, đêm lại càng yên tĩnh. Tô Vô Cơ ngồi bên cạnh nhìn, nàng cảm nhận được nỗi lòng của Kỳ Linh. Trong lòng hắn đã có người, không chứa thêm được ai nữa. Chợt một giọng nói vang lên: "Bác Minh, Bác Minh!" Kỳ Linh quay đầu nhìn: "Đại ca ư?" Một bóng người từ xa bay đến, là Thiên Nhất Đế Quân. "Nào nào, đại ca đến vừa lúc, cùng ngồi uống rượu đi." Thiên Nhất Đế Quân đáp xuống đỉnh núi, vẻ mặt sốt ruột, lo lắng nói: "Có chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi." Kỳ Linh hỏi: "Chuyện lớn gì, đại ca nói nghe xem." Thiên Nhất Đế Quân sốt ruột nói: "Cửu Trần giáo chủ bị kẹt trong sao hỏa cảnh, trong Ngưu Tinh Hải rồi, sống chết trong đường tơ kẽ tóc thôi." Kỳ Linh liền biến sắc mặt: "Cái gì?" Kỳ Linh thay vẻ mặt nghiêm túc lại hỏi: "Sao hỏa cảnh ư, Ngưu Tinh Hải sao?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 238 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.